Vâng, em xin kính chào toàn thể quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Jabang trên mọi miền Tổ quốc. Và trong cái cảnh quay ngắn ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc quạt đa năng, một cái thương hiệu của Dyson rất nổi tiếng của Anh Quốc. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần review và em sẽ báo giá trực tiếp về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và thông qua những hình ảnh đầu tiên thì quý vị và các bạn thấy được là chiếc quạt đa năng này, người ta vẫn còn giữ được cả cái điều khiển của máy. Và đây là một thương hiệu Dyson, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc và hàng được làm tại Malaysia. Và quý vị và các bạn có thể vào Google để tìm hiểu về cái hãng Dyson này. Và đây là một cái thương hiệu rất nổi tiếng tại Nhật và được người dân của Nhật đánh giá rất là cao. Và đây là cái model của máy, và em sẽ cố gắng để em quay cái model của máy để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là AC của nó là 100V và công suất cực đại là 1200W. Khi quý vị và các bạn bật chức năng sưởi ấm thì công suất tối đa của nó sẽ là 1200W, và cái thương hiệu Dyson rất là nổi tiếng. Và ngay sau đây thì em sẽ đi phần review qua một số những góc quay, và em sẽ test tất cả các chức năng của chiếc quạt đa năng này, và em sẽ báo giá trực tiếp về đến tận tay cho quý vị và các bạn luôn. Và đây là một chiếc quạt nó có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng lọc không khí, và chức năng thứ hai là chức năng tạo mát, và chức năng thứ ba là chức năng sưởi ấm. Như vậy là quý vị và các bạn có thấy được là đây là một chiếc quạt tích hợp một trong 3, và nó rất là hữu dụng tại Nhật. Đặc biệt là đối với các bác ở ngoài Bắc, thời tiết mùa này rất là lạnh, thì đây là một sản phẩm mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể dùng để làm sưởi ấm căn phòng nhỏ của mình. Và chiếc quạt đa năng này thì nó có chiều cao là xấp xỉ khoảng 63cm, và đường kính lớn nhất của quạt là khoảng 22cm ạ. Và đối với những chiếc quạt đa năng này thì mỗi một kiểu dáng và mỗi một kích thước khác nhau thì nó sẽ có mức giá khác nhau. Và mức giá em bán về tận tay cho quý vị và các bạn với mức giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 6,5 triệu ra là quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Sau khi em ghim điện và em đã test tất cả các chức năng của quạt thì vẫn rất là ok. Và với mức giá là 6,5 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và với mức giá là 6,5 triệu là quý vị và các bạn sẽ nhận về tay ạ. Và kế đến thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn những cái thương hiệu của LV. Và đây là một cái giỏ sách của nữ hiệu LV màu trắng như quý vị và các bạn đang thấy em review ạ. Và em sẽ cố gắng để em quay cận cảnh tất cả những cái điểm nhấn của cái túi này để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và cái từ LV thì người ta có in ở góc bên phải của giỏ sách của nữ, rất đẹp luôn ạ. Và đây là một chiếc cái khóa của túi như quý vị và các bạn đang thấy em review. Và tất cả những điểm nhấn bằng kim loại thì người ta đã mạ chrome, và nó vẫn còn rất mới, rất đẹp. Nó không có hiện tượng bị reset và không có hiện tượng bị oxy hóa như quý vị và các bạn đã thấy trong video ạ. Và chiếc giỏ sách của nữ này thì em xin thông báo là em bán về tận tay cho quý vị và các bạn với mức giá là 12,8 triệu. 12,8 triệu là em sẽ bao đường bay. Và đây là tất cả những đường kim mũi chỉ của túi, và nó không có hiện tượng bị chảy xước cũng như là không có hiện tượng bị đứt. Và tất cả những đường bo góc cạnh góc của túi vẫn còn rất mới, rất đẹp. Và với một chiếc túi LV như thế này, nếu như quý vị và các bạn mua đập hộp thì nó sẽ rơi vào khoảng 54 triệu. Và sau quá trình một thời gian sử dụng thì bây giờ giá trị của nó chỉ còn là 12,8 triệu. Như vậy là cái giá trị của nó đã giảm đi rất là nhiều. Và chiều ngang của túi là khoảng 30cm. Và chiều cao của túi là khoảng 18cm. Và độ sâu của túi là khoảng 10cm. Và đây là hai cái khóa của túi. Và em sẽ cố gắng là em mở khóa và em sẽ quay cái nội thất bên trong của túi. Và như quý vị và các bạn thấy thì cái nội thất bên trong của túi thì người ta vẫn còn giữ được hai cái chìa khóa để chúng ta đóng mở khóa như quý vị và các bạn đã thấy em review. Và cái nội thất bên trong của túi thì vẫn còn rất đẹp, đặc biệt là không có hiện tượng bị chảy xước cũng như là không có hiện tượng bị thủng. Hàng của Made in France, Louis Vuitton, Made in France, một cái thương hiệu đến từ kinh đô Pháp. Và chiếc túi này thì em xin thông báo lại là em bán về tận tay với mức giá là 12,8 triệu.
12.800.000 là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn ạ. Và để nối tiếp thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc ví gấp của Nam hiệu LV như quý vị và các bạn đang thấy em review. Và đây là một cái mẫu ví gấp rất nổi tiếng của LV dành cho Nam, và nó rất thích hợp đối với các bác hay mặc quần jean, đặc biệt là các bác hay ngồi để uống trà hoặc là chúng ta hay ngồi xe máy, thì những chiếc ví như thế này rất thích hợp đối với quý vị và các bạn. Và kiểu dáng thiết kế của ví cũng rất đẹp, rất tinh xảo như quý vị và các bạn đang thấy em review. Hàng của Louis Vuitton Made in France. Và bên trong thì nó có một ngăn bấm cúc nhỏ như quý vị và các bạn đang thấy em review ạ. Và nó có những ngăn để đựng giấy tờ, ví dụ như là bằng lái xe này, thẻ ngân hàng này, thẻ căn cước công dân này như quý vị và các bạn đang thấy em review. Hàng của Louis Vuitton Made in France. Và chiếc ví gốc của Nam này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 4.800.000. Và bên trong thì nó có hai ngăn. Đặc biệt là nội thất bên trong của ví thì vẫn còn rất mới, rất đẹp. Không có hiện tượng bị chảy xước và cũng không có hiện tượng bị rách. Và tất cả những đường bo góc cạnh góc của ví thì vẫn rất mới, rất đẹp luôn ạ. Và với mức giá là 4.800.000 là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Trước khi tạm dừng video thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tối thật là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu.